À, anh quay cho anh em coi cái mấy con gà mình nó ăn mạnh luôn nè, nay được 3 ngày 4 ngày anh em đó, mình nuôi đâu có đèn đâu, thấy không, không có đèn nha. Rồi bên đây luôn, bên đây được 8 ngày rồi, 8 ngày thức ăn thì dục vô, cái này mình mới thay anh em, mới sạch gì đó chứ phải nó vậy đâu, mình mới vệ sinh đó. Bên đây được 2 tuần, bên đây là cái đám bên đây mới đã nè, đám bên đây là có mấy con của mấy mấy chip của mình đó, giờ còn nó ok dữ lắm, mấy con đen đen nó một lá rồi đó, chứ còn mấy chip của mình đổ như trong Thái Mỹ nữa, nó gà con giống mẹ, em đóng gà, đóng gà bớm. Tại vì nó ấp nó không ấp nè, nó mổ trứng, nó mổ trứng bà nậu nữa, cái mình mới lấy vô máy ấp là 3 trứng, 3 trứng ở ngoài, cái nó mổ 4 trứng, nó mổ 3 trứng còn trứng nữa. Đó, gà ăn uống không có đèn bọng nha, nó phát triển bình thường, vậy mình nuôi nó cỡ 5 ngày nữa nè, cho nó được 20 ngày, 20 ngày cái mình bỏ ra cái chuồng lớn ngoài. Nó đang coi chơi gà mình nuôi chuồng cuộn nha, không có đèn, không có bọng như người ta, đặc biệt là uống nước lạnh nha, không có hút nha, không có hút bọng như trên nè đó.